Xin chào các anh em đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì như các bạn đang thấy, tôi vừa đặt lên trên bàn một quyển sách rất là hay. Đây là một món quà kỷ niệm của anh Phong Huỳnh, một người rất là đam mê và yêu thích đồng hồ, tặng cho tôi. Cuốn sách này có tên là 1001 chiếc đồng hồ tiêu biểu từ năm 1925 đến hiện tại. Thứ nhất, chúng ta hãy dở sang cái trang mà có chronograph là trang 76. Đây, trang 76 này là giới thiệu những chiếc đồng hồ chronograph tiêu biểu từ năm 1925 đến nay. Đây, nó là trang 76 và bắt đầu từ trang này đó là những chiếc đồng hồ chronograph tiêu biểu. Chúng ta sẽ có AP, Bollmeister, vân vân đó. Nhưng chủ đề chính của tôi thì hôm nay thì không phải là review giới thiệu về cái chức năng chronograph, mà tôi sẽ giới thiệu một chiếc đồng hồ đây, nhân vật chính của chúng ta. Đó chính là một chiếc chronograph của Rolex với mặt số Panda. Đó. Và đây chính là một nhân vật chính của chúng ta. Rolex 116500 Panda. Tại sao hôm nay tôi lại review chiếc đồng hồ này? Bởi vì thứ nhất, đó chính là trước đây tôi chưa từng đánh giá một chiếc Daytona Panda nào cả. Với lớp vỏ thép này, mặc dù đây là một trong những chiếc đồng hồ có mức giá premium cao nhất nhì sau một chiếc Daytona Rainbow thôi. Daytona Rainbow thì giá gấp 3 lần, thì chiếc này gấp 2,5 lần. Nói chung là cũng rất là crazy. Thì đầu tiên ý, về ngoại hình của chiếc Rolex Daytona này thì chúng ta sẽ thấy được là chiếc đồng hồ có cái mã hiệu là 116500 LN. LN ở đây là gì? LN nó chính là ký hiệu cho cái vành bezel Sierra Chrome màu đen, thì nó là LN. Nếu mà chúng ta có cái màu sắc khác, ví dụ như màu xanh thì nó sẽ là LB. Nếu mà là màu xanh lá cây thì nó sẽ là LV. Các bạn đang quen mắt với những chiếc Datejust hay Daydate thì các bạn nhìn sang những chiếc Daytona này chưa chắc là nó là thấy đẹp đâu. Thời điểm đầu thì khi tôi nhìn thấy những chiếc Daytona đầu tiên hay là những chiếc đồng hồ chronograph đầu tiên ấy, thì tôi cũng không có ấn tượng quá nhiều đâu. Nhưng mà càng nhìn càng nhiều thì nó lại càng nghiện. Cái kiểu mà tôi nói vui là xấu lạ đấy. Cứ nhìn những cái gì nó xấu lạ thì càng nhìn thì nó lại càng vào mắt. Đấy, không biết mọi người có nghĩ giống tôi không. Lịch sử luôn luôn lặp lại. Với những chiếc đồng hồ Panda thì nó là những cái sản phẩm rất là hot của Daytona. Thế nên là Rolex lại tái sử dụng cái mặt số Panda đấy trên những chiếc Rolex Daytona đời mới. Và đó chính là tại sao chúng ta lại có những cái vòng tròn đen trắng như này, nhìn rất là trông rất là hay đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy được trên mặt số của chiếc đồng hồ này nhá. Chúng ta sẽ thấy được cái dòng chữ Daytona màu đỏ. Đó, dòng chữ Daytona màu đỏ nhìn cũng rất là điểm nhấn. Ngoài những cái tông màu đen trắng chủ đạo ra đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy được một cái điểm nhấn màu đỏ, một cái sắc nóng làm cho chúng ta khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt số này, chúng ta thấy ô chữ Daytona thật là thu hút và nó làm nâng cái giá trị của từ Daytona lên. Với cái phiên bản 116500 này thì tôi thích mặt trắng hơn mặt đen. Tại sao? Bởi vì với mặt đen thì nó hơi bị chìm cái mặt số quá và không có điểm nhấn. Tuy nhiên là khi chuyển sang mặt trắng này thì chúng ta sẽ có điểm nhấn như tôi vừa nói ấy, là các cái vòng tròn đến giờ này, dòng chữ Daytona này đó. Và đặc biệt là khi mà vào trong ánh sáng yếu ấy, thì là những cái cọc số và cây kim nó phát sáng, nhìn trông rất là cool, rất là cuốn hút các bạn ạ. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy mặt số này. À, bật mí với các bạn là chúng tôi có photoshop một kiểu ảnh rất là buồn cười, rất là hay trong cái mùa Covid về chiếc Panda này. Đó chính là chúng tôi đã photoshop một cái khẩu trang lên trên mặt của nó. Thì nhìn, ôi trời ơi, nhìn trông nó rất là hợp các bạn ạ. Nhìn nó đúng là hai cái đồng hồ đếm giờ này, nhìn nó nhìn như hai cái mắt ấy, rất là hài hước về chiếc này khi đeo khẩu trang đó. Thôi la man như thế đủ rồi, thì chúng ta hãy cùng đánh giá chiếc đồng hồ 116500 với cả phiên bản 6265 này các bạn nhé. Và chiếc đồng hồ này nhìn các bạn, nhìn với những người mà những anh em mà mới chơi thì các bạn thấy không, DNA của họ giữ vững từ năm 1970. Chiếc đồng hồ này thì là khoảng từ năm 1979 nhá, đến ngày hôm nay 2020 đó, bao nhiêu năm rồi ạ. Đấy là lý do vì sao mà những chiếc đồng hồ năm 2020 này chúng ta vẫn mua và thậm chí là chúng ta vẫn để lại được cho con cho cháu thế hệ mai sau.
nó không bao giờ lỗi thời. Tôi là tôi rất là sợ những cái thương hiệu nào mà vừa năm nay ra một mẫu này, 2-3 năm sau ra một mẫu hoàn toàn khác. Thế thì về sau thì những cái model này thì ai đeo, người ta nhìn người ta chả có một chút nào gọi là di sản cho thế hệ mai sau cả. Rolex và Patek họ làm được những điều rất là tuyệt vời, đó chính là các bạn nhìn thấy không ạ? Từ năm 79-80 đến nay nó là khoảng 40 tuổi rồi. Thế là tôi đấy, nếu mà 40 tuổi thì người ta gọi là trung niên rồi, mà người ta đeo những cái chiếc đồng hồ 40 tuổi và những chiếc đồng hồ không tuổi đều có những cái mối liên hệ mật thiết với nhau. Ngày đấy là chiếc đồng hồ này tôi nhớ là đường kính 37mm, còn chiếc đồng hồ này trên tay tôi nó là đường kính 40mm. Tương lai thì không biết là có như Submariner là nở rộng lên 41 hay không thì tôi không biết. Nhưng xu thế đeo đồng hồ là càng ngày càng đeo to, mà nhất là những chiếc đồng hồ mà có chronograph thì nó lại nhìn nó lại càng to hơn với cái đường kính đó. Ví dụ như chiếc đồng hồ này nó 40mm đúng không ạ? Nhưng mà tôi nhìn thì vì nó thêm nút bấm ở 2 giờ và 4 giờ nên là nhìn nó to hơn một chút so với những chiếc đồng hồ dress watch và những chiếc đồng hồ thể thao thông thường chỉ có một nút vặn thôi. Cái cỗ máy của chiếc đồng hồ 6263 này nó là cái caliber 727. Thì cái cỗ máy này là một cỗ máy lên dây các bạn ạ. Cỗ máy lên dây. Đó. Còn cái cỗ máy mà đang sử dụng cho thế hệ hiện tại này, cho những thế hệ mới nhất của chúng ta ấy, đó là cỗ máy 4130 in-house được sản xuất bởi Rolex, thời lượng cót 40 tiếng. Hai chiếc đồng hồ này các bạn thấy không? Không có lịch. Đây là hai chiếc đồng hồ gọi là Rolex lịch vạn niên ấy, tôi nói vui vẻ là những chiếc đồng hồ mà không có lịch là Rolex lịch vạn niên, đúng với tất cả những ngày trong năm. Đúng không? Đúng với tất cả những ngày trong năm. Tuy nhiên là điểm khác biệt về bố cục mặt số đó là gì? Đó chính là sự hoán đổi giữa đồng hồ đếm giây và bộ đếm 12 tiếng. Ở phiên bản 6263 ấy thì bộ đếm giây ở góc 9 giờ. Thì chúng ta được chuyển sang với phiên bản là hậu duệ mới nhất, đó là góc 6 giờ. Còn bộ đếm 30 phút thì vẫn được giữ nguyên ở góc 3 giờ. Đó. Ngoài ra với phiên bản cha con thì tôi nói người cha, phiên bản cha ấy thì có dòng chữ Rolex Oyster Chronograph dưới logo vương miện. Thì ở đây thì chúng ta thấy được rất là nhiều chữ. Thì tôi không thích nó nhiều chữ này đâu các bạn ạ. Chưa chân thành mà nói là như thế. Nhưng mà thật sự Rolex họ vẫn in như này để họ show ra cho chúng ta được một số điểm. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy là Oyster Perpetual này, hay là chứng nhận Superlative Chronometer này, hay là Certified đã được chứng nhận vân vân, và dòng chữ Chronograph ở cuối cùng. Điểm giống nhau tiếp đến với những phiên bản Panda đó chính là dòng chữ Daytona đều là màu đỏ. Điểm nhấn ở đây là điểm tôi và rất nhiều anh em chơi Daytona rất là thích với cái dòng chữ đỏ này. Daytona được in màu đỏ rất là nổi bật, đúng không ạ? Và điểm khác biệt nữa cuối cùng ở hai phiên bản này trên mặt số ấy, đó chính là thay vì chúng ta sẽ có một vòng tròn hoàn toàn đen, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ thấy được nó là khoét đen và lòng trắng. Đó, đấy cũng là một cái điểm mà tôi thấy khá là thú vị với những cái phiên bản 16500 thế hệ này. Đấy, thì đây là tổng thể và thiết kế của hai chiếc đồng hồ tôi so sánh qua thôi, đó là 6263 và 16500. Kết lại thì chúng ta đều thấy được là DNA của hai chiếc là vẫn được giữ sau 40 năm. Đó, chúng ta chỉ thay đổi một số chi tiết để cho phù hợp với thời đại hơn. Tính truyền thống vẫn được giữ lại cho đến ngày hôm nay. Đó là lý do vì sao mà tôi và rất nhiều người chơi tin tưởng rằng 20 năm nữa, 40 năm nữa thì chiếc 116500 này vẫn là một trong số những chiếc đồng hồ chronograph Daytona được yêu thích nhất. Đó. Tôi là một người rất thích mặt số Panda. Còn bạn thì sao? Hãy comment ở dưới video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.